Hạnh vừa làm xong liệu trình trẻ hóa da và Hạnh thấy là rất hài lòng. Sau khi làm xong thì thấy là da của mình căng hơn, bóng hơn và cảm giác giống như là mình trẻ hơn 10 tuổi. Xuân Lan nghĩ rằng đây là cái công nghệ dành cho tất cả mọi người. Mọi người hãy đến KBB Thanh Mai để tư vấn và có một cái giá tốt nhất. Chúc cho mọi người thành công để tìm lại cái hành trình nhan sắc của mình nha. Bây giờ chúng ta cảm thấy nó rất là ổn rồi, nhưng mà hy vọng rằng là nếu mà thêm 10 lần nữa là kiểu không làm gì cũng mặt cũng tự cười đúng không? Cười vận may tự tới đúng không? Và chúng cảm thấy đây là một công nghệ tuyệt vời. Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các doanh nhân chính khách.